Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình chào ngày mới sáng thứ tư ngày 6 tháng 7 của STV. Thưa quý vị, xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, tỉnh Sơn La đã có nhiều sáng tạo, đổi mới trong quản lý điều hành, thể hiện quyết tâm đột phá trong cải cách hành chính. Đặc biệt, đã tập trung đẩy mạnh cải cách thể chế, cải cách các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai, đầu tư, cấp phép xây dựng, tài chính, chứng thực, vân vân đồng thời tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước. Qua đó góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả, đưa Sơn La dần trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư. Đây cũng là nội dung của câu chuyện ngày mới sáng nay. Trước hết, chúng ta cùng đến với phần tin tức chúng tôi vừa cập nhật. Theo đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tiến dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 của chính phủ, đến năm 2025 tạo bước chuyển rõ rệt thực chất trong cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tiến dụng gắn với xử lý nợ xấu, giảm số lượng các tổ chức tiến dụng, xử lý cơ bản các ngân hàng yếu kém, không để phát sinh những ngân hàng yếu kém mới. Hệ thống các tổ chức tiến dụng lành mạnh và phát triển bền vững, Đề án đề ra mục tiêu cụ thể là triển khai thí điểm áp dụng Basel 2 theo phương pháp nâng cao tại các ngân hàng thương mại nhà nước nắm cổ phần chi phối và ngân hàng thương mại cổ phần có chất lượng quản trị tốt. Phần đầu đến năm 2023, tỷ lệ an toàn vốn của các ngân hàng thương mại đạt tối thiểu 10 đến 11%, đến năm 2025 đạt tối thiểu 11 đến 12% tỷ lệ nợ xấu nội bảng của hệ thống các tổ chức tiến dụng, nợ xấu đã bán cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý tài sản của các tổ chức tiến dụng Việt Nam chưa được xử lý, thu hồi và nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu ở mức dưới 3%. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu là khuyến khích tham gia mua bán hợp nhất sáp nhập các tổ chức tiến dụng trên cơ sở tự nguyện để gia tăng quy mô, phạm vi hoạt động, khả năng cạnh tranh, tiếp tục triển khai các biện pháp phòng ngừa, hạn chế tối đa nợ xấu phát sinh. Từ đầu năm đến nay, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định và chỉ đạo của ngân hàng nhà nước về lãi suất, áp dụng mức lãi suất cho vay hợp lý trên cơ sở lãi suất huy động và mức độ rủi ro của khoản vay, chia sẻ khó khăn với khách hàng, đảm bảo an toàn tài chính hoạt động của tổ chức tín dụng. Theo đó, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi phí, giữ nguyên nhóm nợ do khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với số dư nợ trên 7.870 tỷ đồng cho vay mới để hỗ trợ khách hàng khôi phục lại sản xuất kinh doanh. Lũy kế từ khi phát sinh dịch đến nay trên 34.990 tỷ đồng. Các tổ chức tiến dụng thực hiện hạ lãi suất cho vay từ 0,1% đến 6,6% trên năm đối với các khoản vay cũ. Lũy kế từ đợt dịch bùng phát lần thứ tư, số dư nợ được giảm lãi suất trên 20.900 tỷ đồng. Số lãi được giảm là 79,3 tỷ đồng cho trên 46.160 khách hàng.

Cụ thể hóa chủ trương của chính phủ về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tỉnh Sơn La đã ban hành kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Sơn La giai đoạn 2017-2025 và nghị quyết quy định nội dung và mức hỗ trợ thực hiện đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La. Cùng với đó là sự vào cuộc của các sở ban ngành, cấp ủy chính quyền các cấp để hỗ trợ khởi nghiệp với mục tiêu đẩy mạnh liên kết hệ sinh thái đổi mới sáng tạo kết nối các chủ thể hệ sinh thái tạo cơ hội giao lưu học hỏi kinh nghiệm giữa các start up với các chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp quốc gia những năm qua tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi để triển khai hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo như tổ chức các hội thảo diễn đàn giao lưu khởi nghiệp đào tạo kỹ năng cố vấn và nâng cao kỹ năng cố vấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp tư vấn giúp sinh viên khởi nghiệp trên chính mảnh đất quê hương mình điều này sẽ tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển mạnh mẽ Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tỉnh Sơn La có 11.397 học sinh đăng ký dự thi, trong đó 9.640 học sinh trung học phổ thông, 1.154 thí sinh giáo dục thường xuyên và 783 thí sinh tự do. Toàn tỉnh có 32 điểm thi với 509 phòng thi, 1.783 cán bộ giáo viên, nhân viên được huy động làm thi. Tổng số lực lượng đảm bảo an toàn cho kỳ thi như về y tế, công an, bảo vệ là 355 người đến thời điểm này các trường có cấp trung học phổ thông đã hoàn thành việc tổ chức cho thí sinh đăng ký dự thi cập nhật dữ liệu của thí sinh trên hệ thống quản lý thi đúng thời gian quy định của bộ giáo dục và đào tạo các nhà trường đã tổ chức cho thí sinh ký xác nhận thông tin đăng ký dự thi trên danh sách các đơn vị đã hoàn thành việc kiểm tra và kiểm tra chéo thông tin thí sinh đã hoàn thành việc nhận phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp hồ sơ kèm theo nhập dữ liệu xét công nhận tốt nghiệp của thí sinh vào hệ thống quản lý thi thông báo công khai những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi. 32 trên 32 điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện để tổ chức kỳ thi. Qua hơn một năm triển khai trồng, đến nay vùng nguyên liệu dứa trên địa bàn tỉnh có 298 ha đạt 50% kế hoạch. 100% diện tích dứa đã trồng, ký hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm với công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu đồng giao. Sản lượng đã cho thu hoạch đạt 445 tấn, năng suất trung bình đạt từ 20 đến 35 tấn một hecta. Số lượng trồi thu được 150.000 đến 182.000 tấn. Tổng tiền thu được từ bán quả trồi giống từ 140 đến 220 triệu đồng một hecta, trừ chi phí đầu tư, lợi nhuận thu từ 95 đến 154 triệu đồng một hecta. Đối với cô, chi nhánh Sơn La khẳng định tiếp tục hỗ trợ giống cho vay phân bón để phát triển được vùng nguyên liệu dứa rộng lớn tiếp tục đồng hành với người nông dân trong việc chuyển giao khoa học kỹ thuật và cam kết mua dứa với mức giá ổn định để cho bà con nông dân yên tâm sản xuất. Để đảm bảo vùng nguyên liệu cung cấp cho nhà máy chế biến, các địa phương tiếp tục tuyên truyền vận động, khuyến khích, hướng dẫn các hộ dân, hợp tác xã tham gia ký kết, hợp đồng liên kết, phát triển vùng nguyên liệu cung cấp cho nhà máy chế biến, bố trí sản xuất giải vụ 40 đến 50% diện tích các vùng trồng tập trung, áp dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác tiên tiến Bắt đầu đến năm 2023, diện tích dứa trên địa bàn tỉnh đạt 1.500 ha. Tuyến biên giới Việt Nam-Lào thời gian qua tiếp tục được đánh giá là địa bàn trọng điểm về ma túy, với hơn 274 km đường biên giới tiếp giáp với hai tỉnh Hồ Phăn và Luông Pha Bang của nước bạn Lào. Sơn La là đã trở thành địa bàn trung chuyển ma túy từ phía bên kia biên giới vào nội địa Việt Nam tiêu thụ. Theo thống kê trong 6 tháng đầu năm 2022, Công an Sơn La đã phát hiện, xử lý 729 vụ, 893 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ gần 20 kg heroin trên 400.000 viên ma túy tổng hợp. Từ các vụ bị bắt giữ hiện nay cho thấy, các đường dây ổ nhóm hoạt động liên tỉnh, hoạt động lưu động, ngày càng tinh vi, xảo quyệt, tính chất và mức độ nguy hiểm ngày càng nghiêm trọng, các đối tượng buôn bán, tàng trữ ma túy sẽ dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để trốn tránh lực lượng chức năng, gây khó khăn cho công tác phòng chống ma túy. Lực lượng chức năng của tỉnh Sơn La tiếp tục tăng cường tấn công truy quét tội phạm ma túy, đồng thời triệt xóa không để phát sinh những điểm nóng phức tạp về ma túy, từng bước làm trong sạch địa bàn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin tức của chương trình sáng nay, tiếp tục sau đây, chúng ta cùng đến với câu chuyện ngày mới. Thưa quý vị và các bạn, 7 năm liên tiếp dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính của tỉnh và dẫn đầu chỉ số năng lực cạnh tranh khối các huyện thành phố trong năm vừa qua, Mộc Châu thật sự trở thành điểm sáng của tỉnh trong công tác cải cách hành chính. Kinh nghiệm để Mộc Châu duy trì thành tích trên đến từ thái độ và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ trong thực thi công vụ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Mộc Châu mỗi ngày đón tiếp hàng trăm lượt người dân đến giải quyết thủ tục hành chính. Cởi mở, thân thiện đó là những gì mà người dân đánh giá về cán bộ làm việc nơi đây để tạo sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, thì bộ phận một cửa đã nêu cao tinh thần trách nhiệm. cụ thể đầu tiên đấy là luôn lấy phương châm sự hài lòng của công dân làm thước đo và bộ phận một cửa thì luôn chú trọng đến việc xây dựng tác phong giờ giấc làm việc, thái độ ứng xử tiếp xúc của đội ngũ cán bộ công chức viên chức, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. quy định về thời gian và tác phong làm việc được ủy ban nhân dân thị trấn thực hiện nghiêm ngặt và theo hướng chuyên nghiệp, kỷ cương, công vụ mỗi cán bộ đều có mặt trước giờ hành chính, điểm danh bằng vân tay, trang phục gọn gàng, hoài nhã trong công việc. Mỗi người dân đến làm thủ tục hành chính tại đơn vị đều được cán bộ phụ trách một cửa hướng dẫn, giải thích, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân hiểu và thực hiện thủ tục hành chính một cách đơn giản, tiện lợi. Cán bộ công chức của ủy ban nhân dân thị trấn là luôn đề cao tinh thần làm việc nhất là như về giờ giấc thì chúng tôi luôn thực hiện là đi trước 7 giờ 30 phút đến trước người dân để cho người dân đến giao dịch không phải chờ đợi về giải quyết thủ tục hành chính cho người dân thì mỗi một cá nhân của cán bộ công chức cũng như tập thể của đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân một cách nhanh nhất, gọn nhẹ nhất. Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu xác định để nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, quan trọng nhất là phải quan tâm đến công tác cán bộ. Vì cán bộ là dây chuyền của bộ máy. Nếu dây chuyền không tốt, không chạy thì động cơ dù tốt, bộ máy cũng tê liệt. Vì vậy, yếu tố con người luôn được phát huy trong suốt quá trình cải cách thủ tục hành chính từ huyện về cơ sở các xã, thị trấn của huyện. Chúng tôi có những kiểm tra đánh giá thường xuyên nhưng cũng có những kiểm tra đánh giá mang tính đột xuất để kiểm tra đối với các cơ quan đơn vị của huyện cũng như là ủy ban nhân dân các xã thị trấn để đảm bảo rằng là cho dù có kiểm tra hay không kiểm tra thì thì việc thực thi công vụ ở các cơ quan đơn vị và các xã thị trấn được đảm bảo. Huyện Mộc Châu đã và đang xây dựng một chính quyền cầu thị và lắng nghe nhân dân. Từ nền hành chính thuận tiện, cởi mở và thông thoáng đã giúp Mộc Châu thu hút nhiều hơn các nhà đầu tư vào địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận các thủ tục hành chính góp phần xây dựng Mộc Châu ngày càng phát triển. Năm 2022, cải cách hành chính tiếp tục được tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần thực hiện thành công khâu đột phá, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Do vậy, huyện Mộc Châu nói riêng và tỉnh Sơn Lan nói chung tiếp tục thực hiện đồng bộ có hiệu quả các chủ trương, giải pháp về cải cách hành chính, hướng đến xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp và thực sự hiệu quả, tạo đòn bẩy thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn. Khép lại nội dung câu chuyện ngày mới tại đây, mời quý vị tiếp tục chương trình với Góc Cuộc Sống. Thưa quý vị và các bạn, không quá cầu kỳ, bước nhảy đơn giản, trang phục thoải mái, âm nhạc sôi động. Vài năm trở lại đây, phong trào dân vũ thể thao đã thu hút được đông đảo phụ nữ tham gia. Không chỉ giúp cải thiện sức khỏe, tinh thần, sảng khoái mà còn góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ tự tin, hiện đại. đều đặn vào 20 giờ mỗi tối tại nhà văn hóa tổ 1 phường tư Hiệu thành phố Sơn La khi âm nhạc vang lên cũng là lúc các thành viên đội dân vũ có mặt đông đủ cùng hòa nhịp vào những vũ điệu hấp dẫn. đi tập khỏe và thấy uh, có những cái sự tức là thay đổi về trí uh, nhớ này, thế rồi là ăn ngủ này cũng có cái sự thay đổi. Bản thân thấy khỏe mạnh hơn. Từ khi có câu lạc bộ dân vũ, đời sống tinh thần của hội viên phụ nữ tổ 4 phường Quyết Thắng thành phố Sơn La được cải thiện rõ rệt, tình làng nghĩa xóm càng thêm khăng khít. Từ khi mà thành lập câu lạc bộ và cũng được hưởng ứng rất là nhiệt tình của các chị, từ già cho đến trẻ thì phải nói rằng là cái sức khỏe nâng lên rất là rõ rệt. Và đặc biệt có những chị mà chưa bao giờ hoạt động về phong trào nhưng cũng đã tham gia phong trào và cũng đã có một cái sự khởi sắc về tinh thần và sức khỏe Tham gia câu lạc bộ dân vũ, đời sống tinh thần được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt là giờ đây, chị em phụ nữ đã có thêm một sân chơi bổ ích, thú chị em tích cực tham gia các phong trào hoạt động của cộng đồng, giúp đỡ tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống. Không chỉ có luyện tập cá nhân đơn lẻ mà các chị em phụ nữ tham gia vào các câu lạc bộ cũng như là những người dân tham gia vào các câu lạc bộ, hội nhóm, đặc biệt là tham gia vào các cái buổi giao lưu này, các hội thi và có thể là tham gia các cái giải thể thao theo từng ngành và từng lĩnh vực, từng cấp tổ chức thực hiện. Nhảy dân vũ đã và đang tạo nên luồng gió mới cho phong trào tập luyện thể thao của phụ nữ thành phố Sơn La, trở thành sân chơi bổ ích, nâng cao sức khỏe, đồng thời cũng góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ tự tin hiện đại. Dân vũ là môn nghệ thuật quần chúng đơn giản nhưng rất thú vị, vui nhộn và hướng về cộng đồng với những động tác sôi động, vui tươi, nhảy dân vũ dần trở thành phong trào phát triển sâu rộng, góp phần tạo ra sân chơi bổ ích và thiết thực cho người dân. Tới đây, chương trình Chào Ngày Mới Sáng Nay xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Chúc quý vị có một ngày làm việc vui vẻ và thành công. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.